Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, lúc 2 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11, đỉnh triều cao nhất quan trắc tại trạm thủy văn Gành Hào là 2m22, vượt báo động 3 m và đang có khả năng tiếp tục lên trong khoảng 1 đến 2 ngày tới. Phạm vi ngập lụt ở một số vùng trũng thấp, tuyến đường nội thị, vùng ngoài đê bao gian sông gian biển. Thời gian ngập lụt từ 1 giờ đến 4 giờ và từ 13 giờ đến 16 giờ trong các ngày 7 đến ngày 11 tháng 11. Độ sâu ngập lục lớn nhất khoảng từ 20 đến 30 cm, gây ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản, giao thông sinh hoạt của người dân trên địa bàn vì vậy đại khí tượng thủy văn tỉnh đề nghị các cấp chính quyền có liên quan cần theo dõi sát diễn biến của đợt triều cường này để có biện pháp ứng phó kịp thời. Đại khí tượng thủy văn tỉnh bạc liêu cũng dự báo trong 24 giờ tới áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển nam bộ gió đông bắc duy trì cường độ trung bình đến mạnh trên khu vực vùng biển từ bà rịa vũng tàu đến cà mau bao gồm vùng biển bạc liêu. Đỉnh triều, tại trạm thủy văn gành hào có xu hướng lên dần trong khoảng 1-2 ngày tới và có thể vượt báo động 3 khoảng 0,15m. Trên khu vực dùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau bao gồm dùng biển Bạc Liêu, gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 và cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển Bạc Liêu đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn.